Rồi mình lên đây mình lấy nước ngày mấy lần? Một ngày hai lần. Một ngày hai lần, mỗi lần một gùi nước. Yeah. Ừ, rồi mình lên đây mình uống nước, mình thấy nước làm sao? Ngon lắm. Ngon lắm hả? Nhà mình không có nước uống à? Không có gì. À, rồi mình lấy nước ở đây lâu chưa? Dạ lâu rồi. Lâu rồi. Năm nay bao nhiêu tuổi? Sinh năm 72. Sinh năm 72. Năm nay 48 rồi. Rồi Nút ở làng này lâu chưa? Lâu rồi. Rồi Nút có hay lên đây lấy nước không? Có. Rồi mỗi lần Nút lấy nước Nút thấy sao? Một ngày thì một lần có. Ừ. Thích thì uống nước ở trên đây mới cá sơ không? Nước đây thì nó ngon. Nước ở đây nó ngon thì hả? Thì đâu có hôi đâu. Không có hôi đâu hả? Dạ. Thế về nhà mình uống luôn mình có phải nấu không? Không. Thì không tự nhiên nào? Nó uống thôi. À, cứ vậy uống liền thôi hả? Dạ. Thế lấy nước ở đây, uống nước ở đây thấy làm sao? Ngon hơn, thích hơn. Con đi làm ruộng thôi. Con đi làm miệng, xong miệng nó bị méo ấy. Bị méo một bên rồi. Bị méo một bên rồi, nhà có mấy người? 6 người ạ. Nhà 6 người, mấy 4 người con? 6 đứa con. 6 đứa con với 2 người lớn, yeah. Là 8 đứa. 8 đứa. Ừ, bữa sau hỏi thì kêu là nhà 8 đứa. Dạ. Yeah. Rồi, nói ở nước này thì có hay lên đây lấy nước không? Có. Ngày lấy mấy lần? Ngày. Có khi 2 lần, có khi 3 lần, cái con đông quá mà. Ờ, đông quá, 2-3 lần lên lấy, yeah. Mỗi lần lấy cả gùi nước về. Được hơn chưa? Yeah. Hơn luôn á. Dạ. Yeah. Rồi, thế khi mà nhà dạ hết nước thì nhà thấy làm sao? Thì hết nước thì dạ đây có khi đó, khi là máy móc hư hỏng cái này kia nọ thôi. Thì lúc đấy thì lấy nước ở đâu trong thời gian thôi. Ừ, trong thời gian để đấy. Để sinh hoạt nước giếng của bà con trong làng á, trong trại đó thôi. Thì lúc đấy nhà mình lấy nước ở đâu uống? Ở nước giếng ở trong trại trong luôn. Trong trại, nước giếng trong trại nó có sạch không? Nó có sạch cái gì đâu, nước giếng mà. Nó phải nấu lại nước sôi nó mới uống được. Cái này coi là nước sạch, coi là họ lọc sẵn rồi. Ừ. Có khi ai có xiên được thì nấu lại nước sôi. Thử thí cũng nhờ mấy cái đoạn từ thiện hay là người ân nhân hỗ trợ cho giá để phục vụ cho người bệnh nhân ở trong trại ấy thôi. Bệnh để nhân sinh hoạt cái nước cho đầy đủ hạt đời sống và sinh hoạt nước. Ừ. Hết nước coi như ai dạ nói là không có tiền để sữa, coi như một tuần không có nước rồi coi như ở nhà coi như là người mà không có tiền mua thì coi như cố gắng lọc nấu nước ở nhà nước mà nước. Dạ nói là 2-3 bữa là xin họ đi chưa có người đi sữa hả? Phải nhịn 2-3 ngày đó, nhịn 2-3 ngày cả làng nhịn 2-3 ngày không có nước uống, không có nước uống. Cảm ơn lấy nước đây cũng vui này.